Man City đã và đang trở thành độc cô cầu bại không chỉ riêng tại giải Ngoại hạng Anh mà còn khắp mọi đấu trường. The Citizen không thua trên tất cả các giải đấu kể từ sau thất bại trước Tottenham hồi đầu tháng 2 2023. Chiến thắng với tỷ số 4-0 mới đây trước Real Madrid là trận bất bại thứ 23 liên tiếp của các ngôi sao do huấn luyện viên Pep Guardiola dẫn dắt. Đội chủ sân Etihad thắng tới 19 trong số này. Riêng tại giải Ngoại hạng Anh, Man City tạo ra chuỗi 12 chiến thắng. Chuỗi trận ấn tượng này giúp The Citizen từng bước cân bằng và vượt qua Arsenal trong cuộc đua vô địch mùa 2022-2023. Trước khi vòng 37 khởi tranh, Man City hơn Arsenal 4 điểm và thi đấu ít hơn pháo thủ một trận. Với việc Arsenal thua Nottingham Forest với tỷ số 0-1, The Citizen đã chính thức vô địch. Với Chelsea, những kết quả gần đây phần nào trở nên tích cực hơn. The Blues bất bại cả hai trận vừa qua và thu về 4 trên 6 điểm tối đa. Trước đó, Chelsea không thắng 7 trận liên tiếp và nhận tới 5 thất bại. Mùa này, Man City và Chelsea đã so tài cùng nhau 3 trận trên mọi đấu trường. Kết quả, The Citizen toàn thắng. Hai trong số 3 chiến thắng ấy có cách biệt không dưới 2 bàn. Soi tỷ lệ kèo châu Á 0-1/1/2, với việc đã chính thức vô địch, động lực thi đấu của Man City sẽ suy giảm phần nào khi so tài cùng Chelsea. Mặt khác, huấn luyện viên Pep Guardiola hứa hẹn sẽ trao cơ hội cho một số cầu thủ ít có cơ hội ra sân. Chất lượng lối chơi của The Citizen vì thế giảm đi phần nào. Nếu chưa vô địch, Man City đủ khả năng vượt qua tỷ lệ chấp Chelsea lên tới 0-1/1/2. Còn khi đã đăng quang, The Citizen có thể vẫn thắng The Blues nhưng cách biệt sẽ không quá một bàn. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu ba, cả Man City và Chelsea đều có tâm lý thoải mái ở thời điểm hiện tại. Điều ấy hứa hẹn giúp hai đội tạo ra một màn so tài hấp dẫn về số bàn thắng cũng như tình huống trên sân.